Chào cô chú. Chào cô chú Thi Con. Con chào cô chú. Và ngày hôm nay là sắp tới ngày gì nè? Noel. Đúng rồi, Giáng sinh tới rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở top 9 món quà thật là đặc biệt cho mùa Giáng sinh này dành cho các bạn nhỏ đến từ cửa hàng My Kingdom nha mọi người nha. Nhưng mà Nì biết là trước khi mà chúng ta được mở quà thì chúng ta phải như thế nào không? Ủa, phải hôn mẹ cũng được, nhưng mà chắc chắn là trong một năm vừa qua là bé Nì phải ngoan thì mình mới được mở quà đúng không? Nhưng mà bây giờ trước khi mở quà thì Nì có thể hát một cái bài hát về Giáng sinh để tặng cho tất cả cô chú được không? Đi. Rồi con hát đi nào. 2-3 nha. 2-3. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Coming for you, where you are. You coming for Christmas and a Happy New Year. Nì quá là giỏi luôn. Vậy bây giờ mẹ cho bé Nì chọn món quà nào trước để mở nè? Món quà đằng đó. Đằng đó nha, ok, món quà đầu tiên thôi. Món quà này có gì đặc biệt? Món quà này nó là món quà thần kỳ đó nha. Thần kỳ sao vợ nha? Nó biết nói nha. Trời ơi, nó nói sao vậy nha? Ở tôi ra nhanh đi. Ở tôi ra nhanh đi. Trời ơi, ghê vậy nha. Mở tôi ra nhanh đi. Nó nói gì đó mọi người ơi. Rồi bây giờ đi mở đi. Nó nói tiếng Anh. Tiếng Anh hả? Con dịch ra cho mẹ đó hả? Mở tôi ra nhanh đi. Đây là chiếc chăn thần kỳ đó. Ở trong chiếc chăn này sẽ có một cái em bé con rất là đáng yêu. Nhưng mà trước hết để có thể mở được cái chiếc chăn này với lại Magic Bucket Baby thì mình phải biết cách ru em nè, ôm ấp em giống như ấp trứng vậy đó, giống như con gà ấp trứng vậy đó. Thì bé mới đâu con ôm ấp nè, con nghe nè, nói nè. Ôm ấp nè. Ôm ấp em, ôm ấp em. Ôm ấp em. Báo quá, em thích đó, thấy không? Em thích đó. Rồi bây giờ làm sao? Thì em sẽ tự ra nè. Cái nút. Bấm cái nút. Rồi. Bây giờ thì em sẽ ra chơi với mình nè. Wow. Trời ơi em bé Vi dễ cưng chưa? Em biết khóc nè, em biết chơi trốn tìm nữa đó. Thích không? Chơi trốn tìm đó. Có em bé này là Nì sẽ có thể chơi cùng với lại hai em của mình rồi. Peek-a-boo, I see you. Ý, đây, cho bé uống nước đi. Khi mà tối thì cho em bé đi ngủ thôi. Rồi, bây giờ mình để em vô đây nha. Dạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mở tới món quà thứ hai. Nì thích món quà nào nè? Món quà khổng lồ. Khổng lồ này luôn hả? Rồi. Mẹ cũng không biết trong đó là cái gì nữa. Trời ơi, hồi hộp quá đi. Một cái bàn trang điểm. Keo thôi. Đó, cái gương này con có thể xoay được đó. Đó, đó. Có pin ở trong này nữa. Chiếc gương này là có đèn nữa nha mọi người. Đây, mình sẽ bỏ pin vào trong này. Xong rồi là nó sẽ có đèn nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy ở đây. Đó, để cho các bé. Cái này là con gái thích lắm. Đúng rồi. Mình có nước hoa nè. Mình có keo xịt tóc nè. Mình có máy sấy nè. Uống tóc nè. Cái này là chai sơn rửa nước móng tay nè. Cọ trang điểm. Cái son nữa nè. Đấy, đánh son. Đâu, xem đẹp không? Gương kia. Gương kia ngựa ở trên tường. Ai là người đẹp nhất? Trời ơi trời, sao gì cục ngủng vậy? Gương kia ngựa ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?
chữ ha ha chứ. Ờ ha ha nữa hả? Thế gian ai đẹp được giường như ta ha ha ha. Không không phải lớn vậy. Nhỏ nhỏ như bình thường mày hay nói thôi. Ờ vậy hả? Thế dữ vậy. Thế gian ai đẹp được giường như ta ha ha ha. Không phải ba cái mà hai cái thôi. Ha ha. Đúng rồi. Trời ơi. Không mệt quá. Khó quá. À. Đó nè. Bé này có thích không? Thích, có cái lược nữa kìa. Vậy bây giờ mình sẽ tới món quà tiếp theo nha. Dạ mày để cái này qua một bên đi. Nhưng tiếp đi để con sẽ tóc cái coi. Trời ơi trời. Được chưa? Đẹp chưa? Được dạ. Quà tiếp theo thì muốn món quà nào chọn đi. Sao chọn món bự không vậy? Chọn mấy món nhỏ nhỏ trước đi. Món này hả? Rồi bây giờ mình mở món này thử nha. Cái gì vậy ta? Cái gì vậy ta? Mở ra thôi. Open. Open. Surprise. Ủa cái này mấy trà thích quá. Gì? Mấy này gì? Cái này con trai thích quá. Hay vậy? Này con trai thích lắm. Trời ơi, mới vừa mở ra đúng rồi mọi người ơi. Cái bộ con gái thích luôn nè. Đâu? À có của con gái nữa nhưng mà đúng là mấy bé trai sẽ rất là thích cái này. Đây là sản phẩm của Siku. Thì dòng xe, những cái dòng xe Siku thì Trang cũng đã cho mọi người biết rồi. Đây nó mô phỏng rất là thực tế những cái mô hình lắp ráp. Thì các bé mà tầm khoảng 18 tháng trở lên là sẽ rất là thích những cái món quà này. Đây bây giờ sẽ mở ra, một cái là của nam, một cái là của bạn trai, một cái của bạn gái ha. À đây là chiếc máy bay. Máy bay đúng rồi. Còn đây là chiếc xe. À Nì ơi, còn một cái điều đặc biệt nữa nè. Điều gì vậy? Đây con coi nè. Đó, chạy rất là êm, rất là mượt. Nó có cái lực đẩy tới luôn á mọi người. Ê, bay. Đấy con thấy không? Cái bánh nó rất là nặng. À, thật sự là cái sản phẩm, dòng sản phẩm của Siku thì Vân Trang thấy là nó rất là chắc chắn, cho các bé chơi cũng rất là an toàn bởi vì cái nhựa của nó rất là mịn đó mọi người. Và nó không có bị những cái mà nó bị trầy, làm trầy xước tay của bé đó, rất là đẹp. Trời ơi, thích quá à, đua xe thôi. Mai mốt cho Quyền Anna với Quyền Nita đua xe được không con? Thiệt là dễ thương nè. Coi mẹ với Nì coi ai đua nhanh hơn nè. Từ đây tới đó nha. 1, 2, 3. Trời ơi mẹ bị lọt hố rồi. Bay lên. Thích quá à. Vậy còn cái này thì mình sẽ cũng vậy luôn ha. Mình cũng lắp lại như thế này đó. Tiếp theo thì muốn mở món quà nào nè. Kế bên luôn rồi. Open. Đưa cái hộp cho cô chú coi nào. Cái hộp này ở bên bà ngoại cũng có. À vậy đó hả? Đúng không? Mà giờ nó bị mất hết trơn rồi. Ờ ai chơi nó mất? Hử? Con. Đứa nào chơi mất? Con. Sao không biết giữ? Con quên. Con quên mất. Vậy bây giờ đồ chơi của mình phải biết giữ nha. Đâu? Open, mở ra. Đây mọi người ơi, đây chính là món quà là làm bắp rang bơ, một cái máy làm bắp rang bơ từ đất sét ha của Playron. Thì cái này á là mình sẽ có 1 2 3 4 5 6 cái hộp đất sét đủ màu luôn. Cái này á là cái khuôn nặng đất sét nè, mình sẽ để lên đây để mình trang trí cho cái hộp bắp rang bơ của mình nó sẽ đẹp hơn. Ngoài bắp thì mình còn có những cái hạt hình trái tim, hình đủ thứ như thế này ha. Cái hộp nặng nè. Còn cái này á là cái là mình sẽ làm cái dây cho nó dài ra. Có cái đầu này là đầu hình hình bông hoa nè, đầu hình ngôi sao nè. Mình có thể tháo lắp cái đầu hình này thì nó te ngôi sao nhiều cánh hơn đó. Mình tháo lắp như thế này ha. Yes, đây. Làm bắp rang bơ thôi. Đây mình sẽ để hộp ở đây. À ngoài ra thì cái chân đế này cũng có rất là nhiều những cái khuôn nặng nữa nè mọi người. Khuôn nặng rất là đẹp ha. Đủ thứ hình luôn nè, mọi người thấy không? Nè. Yeah. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử làm bắp nha. Rồi. Nè, mình bỏ vô, bỏ bắp vô. Bỏ chứ. Bỏ thêm vô. Thêm nhiều vô. Trong hộp đi. Trong hộp. Nhét vô, nhét bột vô. Đưa chú đang
Rồi, bây giờ nè, coi bắp nè, nổ chưa? Bắp nổ chưa? Wow, quá trời bắp luôn nè. Yeah. Được rồi, được rồi, được rồi mẹ. Được chưa? Wow, một hộp bắp thì là ngon. Rồi, bây giờ mình trang trí, con thích trang trí đầu nào nè? Đầu hoa hay là đầu tẻ tẻ? Con thích đầu hoa. Đầu hoa ha. Rồi mẹ sẽ thay đầu cho con. Nè. Cái gì mà khó dữ vậy? Cứng quá phải không? Nè. Được rồi mẹ, mẹ được rồi. Sô-cô-la tan chảy rồi, bây giờ mình sẽ làm kẹo để mình bỏ lên ha. Mình làm màu gì rồi? Vậy mình làm màu xanh dương. Mình làm màu xanh dương hình trái tim. Khoan, đợi con với, đợi con với. Hey. Rồi, cái gì nữa? Mình làm. Wow, rồi con bỏ vô đây. Đây mọi người xem, vậy là xong. Đây là cái hộp bắp rang bơ của mẹ con đi làm nè. Cô chú thấy có đẹp không? Cô thèm ăn luôn. Ngon quá, ăn đi con. À rồi, vậy bây giờ mình tới mở món khác nha. Và bây giờ là món quà tiếp theo. Không biết là Nì chọn món quà nào nè. Ok. Ồ, bự quá ha. Bự quá, vậy thì bây giờ mẹ bỏ cái này ra đi. Mẹ mở nó nè. Rồi, cái gì đây? Mình ngồi xích vô đi. Wow, lại là một cái gì nữa. Wow. Cắm trà nữa mẹ. Hả? Cắm trà nữa. Cắm trà nữa hả? Đúng rồi. Cô chú xem nhà bếp của Nì có cái gì nè. Rất là nhiều món, tới 25 món luôn nha mọi người. Các bé gái thì cực kỳ đặc biệt, rất là thích những cái món đồ chơi như thế này. Nì thì rất là thích chơi nhà chòi luôn á, cứ bắt mẹ chơi nhà chòi với Nì suốt thôi. Bây giờ thì mình đã có thêm những cái sản phẩm như thế này để cái nhà bếp của mình thêm phần thú vị, đúng không? Cái này là cơm nè. Bây giờ mình mình ăn cơm thôi. Cũng nấu ăn mẹ ơi. Mình mở nồi cơm điện. Wow, nồi cơm của mình kìa. Rồi, bỏ nồi cơm vô, nấu. Bật lên. Rất là thật luôn á mọi người. Và có cái cảm giác là có nút đèn và có xịt khói lên nữa. Cơm rồi, giờ hai mẹ con mình ăn một chén cơm nha. Ngồi xuống. Bây giờ con sẽ gán học cầm đũa. Con ráng học cầm đũa. Bây giờ 5 tuổi rồi, bây giờ mới gán học cầm đũa. Ok. Đút nhau ăn nè, ăn ngon tơ ngon. Ăn cơm nè. Ngon, ngon quá. Thôi mình cạp bắp đi. Ê, nước phải đổ ra ly á. Con một ly, mẹ một ly. Con tưởng ăn được, con ăn luôn. Rồi, đổ ạ. Cũng. Cũng. Vô. Thiệt là phê. Ê, đậu phộng đâu có ăn vậy. Đó giờ chưa có bao giờ ăn đậu phộng hết cô chú ơi nè. Đậu phộng là phải tách nó ra. Rồi, lấy hai cái hạt trong này, mẹ một hạt, con một hạt. Ăn ớt chuông á. Trời ơi. Cà tím nè, xúc xích nữa nè. Yeah, đây là bộ dụng cụ nhà bếp mô phỏng rất là thật luôn đó mọi người. Ở trên cái hộp cơm, nồi cơm điện này mọi người thấy nè, có những cái nút nè. Đây, nút on nè, nút on, nút off nè, đó. Mình có thể bấm nè, nó rất là thật luôn đó mọi người. Bây giờ món quà tiếp theo này muốn mở là món quà gì nè? Bự quá vậy? Bự quá vậy hả? Cái này hả? Không. Đây nặng thôi, mình mở. Này, không, mình mở này đi. Cái này là gì vậy ta? Vậy mà hỏi này chi nữa đúng không? Mẹ lựa luôn cho rồi. Wow, cái này là slam hả? Yeah, slam. Wow, đẹp quá nè cô chú ơi. So sweet. So sweet. Đúng không? Bây giờ mình cùng mở nè.
thường á, slam thì nếu mà mọi người không có mua một cái ở một cái cửa hàng uy tín á, slam ngoài chợ bán đầy luôn, nhưng mà rất là nguy hiểm cho bé nha, tại vì bé sẽ bóc tay trực tiếp để chơi. Nếu mà nó không có an toàn cho bé thì bé sẽ rất là dễ bị mẩn ngứa, không có tốt chút nào hết. Ê, sao biển dính tay tôi rồi, sao biển dính tay rồi, sao biển dính tay rồi. Nè, sao biển ê, trời ơi. Slam hay còn gọi là chất nhờn ma quái đó mọi người, nhưng mà nó không có dính tay mình, nó cũng không có dính trên những cái mặt mặt bàn, mặt gỗ cũng không có dính nữa. Nè hả? Thích quá à. Trời ơi, cái này là mẹ còn thích chơi huống chi là nì. Rồi bây giờ mình mở kim tuyến ra, mình trộn vô đi. Đây, ủa trời ơi, mẹ làm chi cho cực vậy nè, mở vậy là ra rồi. Yes. Yeah, trộn lại đẹp chưa? Đẹp quá. Wow. Ta là chất nhờn ma quái đây. Cái chất nhờn ma quái có màu rất là đẹp luôn á, màu rất là pastel nha mọi người. Đây là màu tím nè, màu cam và màu xanh dương nữa. Xanh ngọc. Đúng rồi. Rồi thôi bây giờ mình mở món quà tiếp theo nữa đi. Ok. Rồi bây giờ món quà tiếp theo của chúng ta sẽ là món quà gì bây giờ? Này ha. Ok, open. Open surprise. Wow, lại là một em bé nữa mọi người ơi. Đây là em Baby Alive. Với cái em búp bê này á, thì bé này sẽ học được cách chăm sóc em bé nè. Đo nhiệt độ cho em xem. Bỏ vô miệng coi. Nhiệt độ. Đây. Bấm một cái là nhiệt độ nó sẽ chuyển nè. Nó em có bệnh hay là không bệnh nó. Em như thế nào? Em muốn cái gì thấy không? Rồi con coi coi em muốn gì nè. Em muốn gì? À em băng keo cá nhân là em bị thương hả? Em bị thương thì mình phải băng bó vết thương cho em. Băng. Ngoài ra đó thì em bé này có thể uống nước nè mọi người. Đó, mình bớt nước vô đây cho em bé uống nước. Khi mà em bé uống nước xong rồi em bé sẽ đi bibi. Bibi thì mình sẽ thay tã cho em bé. Đây, cái tã rất là thật luôn. Bé này sẽ biết cái cách mà thay tã cho em nè. Em bibi rồi, em bibi ướt tã rồi nè mọi người ơi. Em bibi ướt tã rồi. Vậy thì mình phải thay tã, lột đồ em ra. Lột đồ em ra, thay tã cho em thôi. Nè, biết thay tã không? Thay tã làm sao nè. Rồi, ngược rồi, phải nhìn nè. Rồi, sao? Giống như thì làm cho hai em coi. Phải làm. Hả? Vậy thì sao? Phải thọt vô đây chứ. Rồi. Rồi đây nè con nè lấy cái tay dán lại. Đúng rồi, thế là em đã được mặc tã rồi cô chú ơi. Cái tã này thì khi mà nó ướt á, mình có thể phơi cho nó khô lại nha mọi người, xong rồi là được chơi hoài luôn. Nếu mà em bị bệnh á thì em có hai cái gói thuốc nè, thuốc hạ sốt đó, thì nhớ không, thì cũng có thuốc hạ sốt giống như vậy nè, mình pha vô nước cho em uống một tí xíu là em sẽ hết sốt. Ok, chúng ta đã gần về đến đích rồi mọi người ơi. Wow, vôi vector. Nó con mèo ghê ha. Trời ơi, cái này chắc là các bạn trai sẽ rất là thích nó hơn nè ha. Wow. Dữ, mọi người thấy con nhon nó dạt dữ không? Trời ơi, nó biết nhảy cơ kìa. Đây là cái remote có thể điều khiển vôi làm được rất là nhiều thứ luôn nè mọi người ơi. Đây nè, cái vôi đang nhảy. Wow. Hay quá vậy. Rồi bây giờ cho vôi làm cái khác nha. Wow, mọi người biết không, con vôi này
nè, có thể nói chuyện nè, có thể cử động cái ngồi nè, và có thể lúc lắc những cái điều nhảy như vậy á. Rồi tiếp đi. Còn cái dòng này biết phải làm gì không? Nè, mình thấy nè. Nè, thấy. Seconds later. Bây giờ thì mình chào tạm biệt cô chú đi. Chúc cô chú một mùa Giáng sinh.